Máy Bình Minh xin chào bà con. Bà con đang cần một thiết bị hỗ trợ băm nhỏ vỏ dừa tươi khô các loại, thu về thành phẩm mùn dừa chất lượng với đa dạng kích cỡ theo ý mình mong muốn. Lại còn có thể sử dụng ở bất cứ đâu, kể cả những nơi không có điện hay nguồn điện yếu không đủ tải. Thì hãy để Bình Minh giới thiệu tới bà con dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B250 phiên bản lắp đặt đầu nổ D10 với khả năng băm xay vỏ dừa lên tới 300 kg mỗi giờ. Máy băm sơ dừa B250 do Bình Minh trực tiếp sản xuất và được thiết kế với công nghệ hiện đại, tính năng thông minh, cho phép máy có thể băm nhỏ các loại vỏ dừa một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm sức lực, thời gian và giảm chi phí sản xuất mùn dừa. Máy băm sơ dừa B250 là dòng máy băm sơ dừa mini, có kiểu dáng nhỏ gọn, kết cấu đơn giản, tối ưu quá trình làm việc. Khung máy được kỹ thuật của Bình Minh gia công vô cùng chắc chắn, dày dặn, hạn chế rung lắc và tiếng ồn trong quá trình băm, giúp máy chạy ổn định và kéo dài tuổi thọ sử dụng máy. Lắp đặt đầu nổ phía dưới là hệ thống 4 bánh xe giúp máy có tính cơ động cao. Người vận hành có thể dễ dàng di chuyển máy tới bất kỳ nơi nào cần băm hay cất giữ bảo quản. Toa nạp dạng phễu đặt ở phía trước máy nối liền với buồng băm, thuận tiện khi cấp liệu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nguyên liệu sau khi đưa vào sẽ rơi vào xuống buồng băm. Tại đây, hệ thống 4 dao băm sắc bén kết hợp với 2 con dao kê được lắp trên thành máy, có nhiệm vụ băm nghiền nhuyễn nhỏ vỏ dừa thành dạng mùn dừa, rồi rơi qua mặt sàng xuống cửa xả. Mùn dừa tơi xốp rất tốt cho trồng trọt và chăn nuôi. Một trong những ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm này đó là chỉ cần một nhân công đứng máy để vận hành là đã có thể sử dụng được tối đa công suất của máy, giúp chủ cơ sở sản xuất tiết kiệm chi phí nhân công mà vẫn thu được số lượng lớn mùn dừa chất lượng một cách tối ưu nhất. Máy băm sơ dừa B250 được trang bị đầu nổ D10 tân tiến, có bộ đề khiến cho việc đề nổ máy dễ dàng hơn mà không phải tốn sức. Với công suất kéo tải mạnh mẽ từ đầu nổ giúp khả năng băm nghiền vỏ dừa của máy đạt được từ 200 đến 300 kg nguyên liệu mỗi giờ làm việc. Khi mua máy, khách hàng sẽ được tặng 3 mặt sàng đi kèm có các kích thước là 10, 14 và 20 ly để phù hợp với mọi cơ sở sản xuất quy mô nhỏ lẻ. Nếu bà con muốn đặt mặt sàng có kích thước khác với 3 loại trên thì hãy liên lạc với số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn nhé. Và đó là dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B250 phiên bản lắp đặt đồ nổ D10, có thể sử dụng máy ở những nơi không có nguồn điện để tiến hành băm nhỏ vỏ dừa và cho ra thành phẩm chất lượng như thế này đây các bác có thể thấy vô cùng nhỏ và đồng đều. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã đến hồi kết thúc. Bà con còn có thắc mắc gì về dòng máy băm sơ dừa B250 phiên bản đầu nổ này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Hoặc bà con muốn sở hữu ngay một sản phẩm vô cùng chất lượng này thì hãy liên hệ đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ đến bà con sớm nhất có thể. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.